Trong những tuần đầu của cuộc xung đột, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ nhằm làm tê liệt ngành công nghiệp quốc phòng của Nga và ngăn chặn khả năng Moscow tiếp cận các công nghệ cần thiết để chế tạo vũ khí tinh vi. Tuy nhiên, sau 17 tháng, Nga được cho là đã khéo léo khai thác những lỗ hổng trong các biện pháp trừng phạt của phương Tây để nhập khẩu công nghệ Mỹ thông qua các nước láng giềng, các nhà bán lẻ và nhiều công ty vỏ bọc. Một số chuyên gia và phương tiện truyền thông đã vạch ra những tuyến đường mà Nga có thể sử dụng để nhập khẩu công nghệ bị cấm hoặc bị hạn chế tiếp cận. Các tuyến đường này đã cho phép Điện Kremlin duy trì nguồn cung cấp tên lửa ổn định để tấn công các căn cứ quân sự và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Theo thông tin từ các quan chức Ukraine, tên lửa hành trình K-100 mà Nga sử dụng trong các cuộc tấn công thời gian gần đây được chế tạo vào năm 2023 và chứa hơn 30 linh kiện nước ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã trở nên kém hiệu quả trong việc ngăn chặn việc nhập khẩu công nghệ. Trong một bình luận đăng tải trên nền tảng Telegram, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak lưu ý, các biện pháp trừng phạt đã được áp dụng đối với Nga, nhưng chúng cần được tăng cường hơn nữa để Nga không thể có được những linh kiện quan trọng và không thể tiếp tục chế tạo tên lửa. Các tuyến đường cửa sau này đã thông qua các nước láng giềng để nhập khẩu công nghệ, tạo ra một con đường rộng lớn cho việc tiếp tục sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng của Nga. Trong số các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và châu Âu áp dụng đối với Nga, có lệnh cấm bán công nghệ quan trọng mà Moscow sử dụng để chế tạo vũ khí. Theo các nhà phân tích, ngành công nghiệp vũ khí của Nga từ lâu đã phụ thuộc một phần vào công nghệ của Mỹ để chế tạo hệ thống định vị cho tên lửa tầm xa, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái, UAV. Nga đã tìm cách lách lệnh trừng phạt và thành công trong việc xây dựng hệ thống mua sắm bí mật, tập trung chủ yếu ở các nước láng giềng và các quốc gia lân cận khác, trong đó có Kazakhstan, theo lời nhận xét của Gary Somerville. Bất chấp việc phương Tây liên tiếp áp đặt các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu ngay sau xung đột nổ ra, Nga đã dần thích nghi với tình hình và đang tận dụng tuyến đường nhập khẩu từ các nước thứ ba. Điều này là bước đi mà trước đây chưa từng được thấy. Bộ trưởng Kinh tế Kazakhstan Alibek Kwantirov đã khẳng định rằng dù nước này không tham gia chính sách trừng phạt của phương Tây chống lại Nga, nhưng họ đã cam kết hạn chế việc trung chuyển hàng hóa nằm trong danh sách đen. Chính phủ Kazakhstan đã thường xuyên khẳng định sẽ đảm bảo lãnh thổ của họ không bị lợi dụng để lách lệnh trừng phạt. Họ đã thiết lập các quy định nghiêm ngặt và giám sát chặt chẽ các loại hàng hóa bị trừng phạt. Biện pháp kiểm soát cũng được áp dụng để ngăn ngừa nguy cơ bị hứng chịu các biện pháp trừng phạt thứ cấp. Theo tổ chức tư vấn Silverado Policy Accelerator của Mỹ, lượng chip Nga nhập khẩu đã giảm sau khi xung đột nổ ra nhưng sau đó đã tăng trở lại. Nga đang đa dạng hóa nguồn cung cấp chip nhập khẩu. Thống kê cho thấy nhập khẩu chất bán dẫn vào Nga đã tăng từ 1,8 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021 lên 2,5 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Chuyên gia Gary Somerville cho rằng để có được các linh kiện phương Tây, Nga đã thiết lập mạng lưới các công ty vỏ bọc, được đăng ký tại các quốc gia như Kazakhstan và Armenia. Những công ty này sẽ mua